Thưa quý vị và các bạn, sau khi kênh tin tức Việt Nam News đăng tải đoạn clip thể hiện phát ngôn của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, ở quận 1 mà không biết luật thì về U Minh mà sống. Mới đây, một người chị ở U Minh đã gửi bức tâm thư thể hiện tình cảm, quan điểm của mình về người em trai Đoàn Ngọc Hải. Chúng tôi xin trích dẫn toàn bộ bức tâm thư. Em thân mến, đã lâu rồi chị em mình chưa liên lạc với nhau, nhưng nhờ có Internet mà chị vẫn thường xuyên theo dõi công việc và cuộc sống của em nơi thành đô trong ánh điện quang. Nhắc là gần đây, hoạt động dọn dẹp vỉa hè ở trung tâm thành phố do em khởi xướng và thực hiện đã nổi tiếng vì khắp nơi vang lên những tiếng nấc nghẹn câu cười như lời hát hồi đó mình thường nghe, em còn nhớ không? Mấy bữa nay, chị cảm động hết sức khi báo chí và mạng xã hội đồng loạt đăng câu nói của em ở quận 1 không hiểu luật thì về U Minh mà sống. Em vẫn còn nhớ đến mảnh đất quê hương xa xôi mà bây giờ xe đò chỉ chạy một đêm là tới, nơi cha mẹ sinh ra chị em ta trong những ngày chiến tranh. Hồi đó, ở rừng U Minh, buộc phải biết và sinh hoạt theo những quy luật của chiến tranh để bảo toàn sự sống còn. Nhưng dù theo quy luật nào thì có một điều luật mà người dân luôn tuân thủ, đó là luật về tình nghĩa với đồng bào, với bạn bè, đồng chí. Làm gì cũng phải nhớ ơn nghĩa trước sau, đây là điều luật nghiêm khắc nhất. Ai vong ân, bội nghĩa, khó nhận được sự tha thứ, khoan dung của mọi người. Nhưng sau phút cảm động, đọc lại câu nói của em, chị thấy có gì đó sai sai. Hòa bình hơn 40 năm rồi, dù hẻo lánh hay còn nhiều khó khăn, nhưng U Minh không phải là nơi vô tiên vô pháp. Em còn nhớ những tác phẩm văn học về rừng U Minh mà chúng ta từng say mê đọc khi còn nhỏ. Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam, đất rừng Phương Nam của Đòn Giỏi, rừng U Minh của Nguyễn Văn Bổng, và gần đây là truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Tất cả đều kể về một vùng đất vùng rừng, xưa nay có người chân chất, thiệt thà và nhân nghĩa. Họ có thể ít chữ nhưng không ít hiểu biết. Họ biết cưu mang giúp đỡ người cớ nhở, biết san sẻ khi khó khăn, biết nhường nhịn khi túng thiếu. Họ có thể chưa rành câu chữ luật pháp, nhưng họ cư xử bằng tình nghĩa và bằng sự chính trực. Em à, có thể em chỉ tiện mồm nói ra câu đó, nhưng làm cho những người U Minh như chị thấy chạnh lòng. Lên thành phố mới bao lâu mà em đã coi thường quê mình như vậy? Cha mẹ và những người từng cứu mang gia đình chúng ta sẽ nghĩ gì khi nghe câu nói đó? Người dân ở đâu cũng phải tuân theo pháp luật, nhất là những người có chức phận như em. Nếu nơi đô thành ai đó không tuân thủ pháp luật thì cũng không thể nói họ về quê mà sống. Nông thôn không phải và không thể là nơi chứa rác của thành phố. Em hãy nhớ điều đó nhé. Nơi nào cũng vậy, U Minh hay không là ở con người em à. Mà biết đâu ở thành phố, nếu con người không có sự chính trực, công bằng mà chỉ có sự u tối u mê thì còn U Minh hơn trong rừng mình quê mình nữa đấy. Nơi nào cũng vậy, U Minh hay không là ở con người em à. Mà biết đâu ở thành phố, nếu con người không có sự chính trực, công bằng mà chỉ có sự u tối u mê thì còn U Minh hơn trong rừng quê mình nữa đấy. Vậy hàng thăm em, chị U Minh.